Alo, tôi tới Sài Gòn rồi nè. Tôi không có nhà. Ủa, tôi Tư Thám Tử nè. Anh kêu tôi tới giải quyết vụ anh bị mất con mèo. Bây giờ kêu tôi về sao anh còn mới ngủ à? Tôi không có ở nhà. Mày chừng nào về? Không lẽ cậu đợi tôi tới tối hay sao? Cũng được, chỉ vì kiếm con mèo thôi mà tôi đứng chờ anh tới tối đó là bổn phận của tôi mà. Tôi không có nhu cầu tìm con mèo trong thời điểm này. Lúc này không kiếm mèo thì lúc nào? Trời ơi anh ơi, con mèo phải càng kiếm sớm càng tốt. Nó đi lạc thì nó càng lâu nó sẽ càng đi lạc sao. Huống chi mèo cũng là sinh mạng mà. Mà bây giờ con mèo nó còn là bạn thân của anh nữa đúng không? Nhưng mà tôi không có nhà, tôi bận rồi. Tôi đang cấp cứu tôi. Trời ơi, nói còn bị nó nhắc là cấp mà cứu tôi bận rồi. Đang đâu? Ông bác sĩ mà. Thôi cấp cứu xong đi. Có gì địa chỉ luôn nha. Cậu muốn gì? Ơi, thì tính là nó nói vậy cũng đúng mà. Đúng là đúng sao? Thằng đó có gì hơn tôi? Nói chung là tôi không có biết á, nó thuê bên nào. Nhưng mà tôi biết là không có bên nào thuê cậu hết á. Thế tỉnh táo nói chuyện đàng hoàng với tôi nè. Nhớ cái lúc mà sếp ký hợp đồng của tôi không? Sếp nói là tôi ok. Mày cũng ok. Ok là ok sao? Là tại vì cậu làm không có lương thôi. Thôi làm phiền người ta nữa. Ủa những nhân viên gì mà tự nhiên làm không lương là ok chỗ đó hả trời? Hay là năng lực chứ? Tao báo cho mày biết trước, ngân hàng bảo trì xong mà không có 300 triệu trong tài khoản của tao là tao lấy mạng mày nghe chưa? Mày liền mày đuổi nó vậy. Nghe có đang ở nhà không? Đã nói không. Anh có hút thuốc không? Không. Để tôi báo con mày. Báo lẹ đi. Ủa mắc gì báo công an? Thì tôi thấy trong nhà có bóng người đang hút thuốc. Tôi nghĩ là có kẻ đột nhập. Hình như đã bị phát hiện dập thuốc rồi. Để gọi báo công an gấp. Khoan, bình tĩnh đi. Đừng báo công an. Tại sao? Là tôi á, hồi nãy giờ tôi thử cái tài thám tử của anh thôi. Giờ anh ok quá rồi, tôi ra mở cửa cho anh vô nha. Ai? Cái gì mà coi thường quá vậy? Alo. Mày giỡn mặt tao hả? Mày mở cửa nó ra rồi sao tao lấy tiền hả? Ủa anh, tôi đang giúp anh đó. Giúp cái gì? Trời, ông đó ông làm trong ngành, bây giờ ông nghi ngờ, ông báo công an tới là anh chạy sao kịp. Tôi phải nói như vậy thôi. Rồi bây giờ ra dàn xếp rồi đuổi khéo người ta về. Mày đi ra rồi mày trốn mày báo công an rồi sao? Trời, nhà tôi đây trốn cái gì? Anh không tin tôi sao? Ra đi. Khoan đã. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Đúng rồi. Chào cậu. Cậu là thám tử hả? Giỡn mặt hả? Thử cái gì mà thử hoài vậy? Thử cái vụ hút thuốc là chưa đủ hả sao? Ông coi thử tôi gì thử hoài cơ. Tôi nói là tôi là một người thám tử. Mà giơ tay cứ vậy nè. Xeo mi. Xeo mi là sao? Ra hiệu cầu cứu á, tôi đang gặp nguy hiểm đó. Mi nè. Nè, mi bị kẹp vô đây nè. Xong rồi bao lại, bảo vệ mi. Xeo mi. Đúng không? Tôi nói vậy đúng không? Giỡn mặt hả? Hiểu lầm. Đuổi nó về. Anh tên gì vậy? Tôi tên Hải. Hải hả? Bạn trai của ảnh. Về đi, tôi cần sự riêng tư. Cần sự riêng tư thì không? Thường mà dạo này hay có mấy vụ mà giả dạng làm người yêu rồi chiếm đoạt tài sản lắm. Có không? Không có. Đừng có nghĩ anh Hải vậy nha. Không có chuyện đó. Tụi tôi là người yêu với nhau. Thử hoài luôn á.
Thử lần này thử mà còn chật nữa, không có kiến thức. Nó mới thử gì nữa? Dấu tay. Nè, số mấy? Số 5. Không. 5. Là SOS. Nhưng mà nó chỉ là SOS khi mà nó đứng hẳn ra vậy thôi. Còn SOS là tôi không có nguy hiểm, là chết nữa. Cảm ơn. Tao không cứu đâu ông nội ơi. Một lần nữa tao bắn mày thiệt. Hiểu lầm. Đâu có ý gì đâu, hiểu lầm. Đuổi nó về. Thôi, ấy để tôi vô tôi làm. Khoan. Cái gì nữa? Tụi tôi cần sự riêng tư, anh đi về giùm cho. Không có cần kiếm con mèo gì hết. Ngay từ đầu, cuộc điện thoại của gia chủ đây gọi tôi, bảo là con mèo rất quan trọng đối với ảnh. Tại sao bây giờ không cần kiếm con mèo? Ngăn cản tôi kiếm con mèo. Khả năng cao đây là một người mưu mô nguy hiểm. Sao anh biết? Đây, qua đây. Hai người tòm tèm với nhau làm mất tập trung, con mèo lạc mất mà không biết. Anh là người xấu. Anh bình tĩnh lại đi. Này anh thám tử, anh bình tĩnh lại đi. Tụi tôi yêu nhau không có gì sai hết trơn. Cái chuyện mất con mèo nó không liên quan gì tới anh Hải hết. Với lại anh đừng có nói anh Hải là người xấu. Anh đâu có cầm súng chĩa vô người tôi đâu mà là người xấu. Mà lao quá. Người yêu ai làm chuyện đó mà. Ê! Để tôi làm nhanh lên. Nè, ta sẽ bắt đầu. Từ đây. Chú mèo mà trèo cây cao. Ở cây cao. Nheo. 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 Đêm qua có kẻ đột nhập vô nhà này. Vụ án này không đơn giản đâu. Sao cậu biết? Dấu chân đây còn gì nữa. Trong nhà này chả ai mang giày, ngoại trừ, cho dù có là tôi đi chăng nữa, thì cái dấu giày của tôi nó cũng khác. Nè, ồ, sao nó cargo? Đúng giày tôi. Tôi không sao, với nghiệp vụ của tôi thì nó cũng sẽ nhanh thôi. Lâu không vậy? 3 ngày luôn hả? Anh hơi coi thường nghiệp vụ thám tử của tôi rồi đó. 3 giây là giỏi lắm đó nha. Tôi tiên tri hả? Ý anh nói là có phải là 1-1-3 giây không? Ê, giỡn mặt hả? Đúng rồi, giỡn mặt hả? 3 giây với 1-1-3 giây cũng đâu xa nhau mấy đâu. 120 giây là 2 phút rồi. Mày đặt ra số 1-1-3. Ý sao? Ý nói sao? Tôi tự ái rồi nha. Nói tôi là nghiệp vụ kém rồi bắt đầu 1-1-3 gọi cảnh sát rồi bắt đầu tới đây tìm hả? Thôi anh làm lẹ đi, đi vô đây. Mẹ mất thời gian rồi, chứ tôi dứt nó luôn quá. Khùng. Dứt dứt gì? Hăng quá ha. Vô đây làm gì? Cướp. Cướp thì vô cướp thôi, bắt gì hăng đồ dứt người ta. Cướp còn đường quay đầu, lỡ bắn người ta rồi chết người rồi sao? Đi xa luôn, mất cả tương lai. Cần gì mà gấp như vậy? Có bận hay gì đó về nhà đi. Rồi chừng nào ngân hàng nó bảo trì xong rồi tôi chuyển tiền qua. Khi nào mà chuyển thành công rồi tôi chụp màn hình tôi gửi qua cho. Ừ, vậy đi thôi, chắc tôi về nha. Ừ, nghỉ ngơi đi. Dạ chứ. Lấy cái tay làm tin cái. Ủa, đi gì vậy? Ủa, nãy giờ anh không tin tưởng tôi hả? Đừng có tưởng tao không biết nãy giờ mày muốn làm cái gì. Làm gì đâu? Tao không có ngu như cái thằng thám tử hồi nãy, mày hiểu chưa? Hả? Nghe hết rồi nha.
Thì ra anh Hải đây không phải là người đơn giản như tôi nghĩ. Tôi đã nghe thấy hết những gì anh nói rồi. Tôi xấu tôi đúng không? Anh nói là anh không ngu như tôi, đúng không? Đừng tưởng tôi không xuất hiện đây tôi không nghe. Tôi nghe được những gì tôi cần nghe. Hồi nãy ở ngoài tôi có chập mắt xíu, nhưng mà trong lúc tôi ngủ tôi vẫn để suy nghĩ đó. Tôi vẫn suy luận coi con mèo nó ở đâu. Không tin hả? Ok, bây giờ tôi lấy danh dự của tôi ra luôn. Nếu như tôi không tìm được con mèo thì chính bản thân tôi sẽ gọi công an tới để tìm con mèo phụ với mấy anh. Ok chưa? Anh tìm không được đâu. Ủa, anh là người trao niềm tin cho tôi, anh gọi tôi xuống mà bây giờ anh nói tôi tìm không được là làm sao? Không, ý nói là anh tìm không được đâu. Thí dụ như tìm không được thì anh làm cái gì? Thì nãy tôi nói gọi tìm không được tôi gọi công an. Không phải vậy anh tin không? Hả? Tôi có nói gì đâu. Nhưng mà tôi chắc chắn tôi tìm được. Anh không có tìm được. Trời ơi, bây giờ nè, tôi nói nè, bây giờ tôi cố gắng hết sức lực. Khinh con mắt đó là con mắt khinh tôi. Không tin tôi. Tôi tìm được ông bố. Anh làm tự ái. Bây giờ đứng để tôi tìm đi, trao niềm tin cho tôi đi. Anh nghĩ tôi tìm được không? Được. Tôi tin anh. Con mèo nó mà của ai á thì không thể nào nó lấy được. Có lý á. Điều đó chứng tỏ là sao? Chứng tỏ là loại một người. Đúng vậy. Hay quá chúng ta ơi. Ê nhưng mà sao? Đặt trường hợp một tay tự bắt con mèo của mình, còn tay kia thì mua bảo hiểm giúp con mèo thì sao? Nếu đúng như vậy thì chỉ cần con mèo mất hoặc chết thì anh ấy sẽ hưởng trọn được cái tiền bảo hiểm đó. Nhà anh hiểu. Hay. Ý anh hay thì anh giỏi thiệt. Anh hay hơn chứ. Anh giỏi, anh cái ý của anh mà. Nhưng mà anh là người phát triển cái ý đó, hiểu không? Chúng ta đều hay. Vậy đi cho mấy lẹ. Ê, sau này tôi mở công ty là anh về làm tôi được. Ê, đang thất nghiệp luôn nha, lộn liền. Ê, cộng sự nha. Lộn nha. Yeah. Yes. Yes. Có việc làm. Dạ, 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 dạ. Hay quá Tư ơi, hay quá Tư ơi. Hay quá Tư ơi. Rồi xong, xong. Để biết mọi chuyện. Sao vậy hả? Hai người đó nha. Hai người chỉ đấu súng nhau chưa đã sao mà kiếm thêm một cây súng nữa chơi vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Couple giờ chip bồ luôn rồi. Tụi tôi hay chơi trò chơi bắt cướp với nhau á. Anh dí súng vô người em nè, em giơ tay lên coi. Em bố láo là bị bắn nghe chưa? Nghe không? Nghe. Trung, tập trung cho tôi vụ mèo tôi. Mấy anh đưa súng ra làm sao lãng vụ con mèo tôi nè. Ôi mệt mỏi quá. Nghỉ sáng hơi xíu luôn. Nhà còn gì ăn không? Tôi ăn cái rồi tôi suy nghĩ tiếp. Chứ bây giờ rối quá, mấy người làm tôi sao lãng quá. Trong tủ lạnh á, còn miếng thịt heo của tôi á. Muốn ăn vô lấy ăn đi, mệt quá. Tủ lạnh đâu? Heo, ăn gì đây? Heo nướng, heo kho, heo quay rồi lại heo mi. Heo của tôi cũng là mi heo mi. Heo gà cậu Phương chủ nhà cho tôi hỏi cái được không? Trong tủ lạnh có thịt heo với thịt gà mà tại sao cậu chỉ kêu tôi vô lấy thịt heo không vậy? Ai biết, muốn ăn gì thì nhớ có thịt heo, nói thịt heo. Muốn thịt gà lấy thịt gà đi. À, thịt heo của My á đúng không? Thịt heo của tôi chứ cô ai nhà tôi hỏi kỳ vậy? Thật ra thì hôm nay tôi chợt nhớ là tôi ăn chay. Có giấy viết không? Giấy viết chị? Tôi có đem. Ăn chi? Chuyện của tôi. Có thịt heo của My đúng không? Chứ của ai? Rồi, ra công chuyện rồi. Ô, bắt đầu tới tôi bực này rồi nha. Thám tử ngu như bò.
Ăn táo đi. Có táo, đỡ đói. Ủa, chưa có hả? Cắn mấy anh chưa? Cắn mấy anh chưa? Ừ, mấy anh đó. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Thấy rồi, thấy rồi. Đập lên cho thằng Phương nó nghe. Đập. Tôi sao? Tôi đã nhận được tín hiệu cầu cứu của anh. Bây giờ anh giả chết đi rồi tôi kêu xe cấp cứu tới cứu anh. Còn câu cuối nữa. Cuối gì đó? Còn câu cuối nữa. Chíp mẹ nó với tôi. Hai bay. Giơ tay lên coi. Tôi không có làm gì hết nha. Mày ra dấu gì nó nữa? Ra dấu gì đâu, nãy vừa ra dấu gì đâu. Ra dấu là ra dấu rồi sáng coi ra dấu mà ngu nó không hiểu rồi không có ra dấu gì nữa trơn á. Tại sao nó biết? Ai biết? Sao? Hồi nãy vụ lấy thằng heo là ra dấu mà. Liên quan gì? Vô tủ lạnh lấy thịt heo của tôi. Tôi là mi, thịt heo của tôi là heo mi. Tôi không biết gì hết nha. Nó tự suy diễn rồi á. Ôi suy diễn gì? Tại sao bây giờ bé vậy mới chạy ra hỏi là tại sao trong tủ lạnh có thịt heo, thịt gà mà kêu lấy thịt heo đó. Tôi nói đại là trong tủ lạnh có thịt heo mày muốn ăn thì ăn mẹ đi chứ tôi có tín hiệu gì đâu. Mà mấy vụ heo đó chưa rõ đâu, cái vụ cái gỗ cải là rõ nhất á. Cải gì nữa? Cải là gì nữa? Ủa trong tủ lạnh có gỗ cải rồi đúng không? Vì liên quan gì? Cải để làm gì? Nấu canh. Canh để làm gì? Ăn. Để húp. Cải ăn húp. Là hải ăn cúp. Mày ăn cúp không? Ăn cúp là cái gì? Cúp à. Mẹ. Tôi gọi ăn cúp. Bây giờ nha, hai thằng bay ngồi im ở đây. Một chút đúng 8 giờ chuyển tiền cho tao. Rồi tao đi về. Còn không tao lấy mạng hai thằng bay. Nhiêu? 300 triệu. Thôi đi làm chưa kiếm ra được tiền nữa rồi chia 150. Tao chỉ lấy một mình thằng này thôi. Cướp lạ luôn. Không cướp tôi luôn. Ý là để tôi giải thích ngoài cuộc sáng suốt. Tôi thắc mắc thôi là tại sao mà anh ăn cúp. Nhưng mà bây giờ anh lấy có 300 triệu mà cơ ngơi của người ta vậy anh lấy được cả tỷ, 2 tỷ. Mất gì chú hả? Chú mà tức, cô không phải tức nữa mà thắc mắc á. Thắc mắc tại sao vô một căn nhà bự rồi. Tại đi 300 cũng đi khóa dài. Đừng quan tâm này, nó ngáo, đừng quan tâm. Tao chỉ lấy đúng 300 triệu tiền của nó. Lấy của ông già tao. Ê, vụ này có gói rồi nha. Làm sao không hiểu? Ủa, khoan từ từ nha. Lấy tiền dài gì? Mày có biết người đàn ông trong hình này là ai không? Anh nè, cái ai? Chú Quý. Đúng. Ba của tao. Ổng nói mày rủ ổng làm ăn. Rồi mày lừa của ổng 300 triệu. Để bây giờ mẹ tao thì bệnh ở trong kia không ai lo. Còn ổng thì lên núi đi tu. Ba của cậu nói là tôi lừa ba của cậu 300 triệu. Đúng. Vậy kêu ba cậu tới đây. Ổng đi tu rồi. Thua đá banh quá là đi tu rồi hả? Mày nói ai đá banh? Hả? Ba tao không phải là người cờ bạc vậy nha. Ba của cậu lúc trước là nhân viên của tôi. Tôi rất là quý ba của cậu. Nhưng mà ông ấy vướng vào cờ bạc, cá độ đá banh. Rồi sau này có mượn tôi 200 triệu để làm lại cuộc đời. Mày nói là tao tin hả? Tin nhắn mượn tiền. Rồi tôi chuyển tiền đó, còn đầy đủ hết đó. Thật ra tôi cũng rất là quý chú Quý. Nên không có ý định mà đòi cái tiền đó. Nhiều lúc tôi gọi hỏi thăm ông ấy là coi ổn chưa. Mà ông ấy không nghe máy, chắc tưởng là tôi đòi tiền. Mà giờ tôi biết tin là ông ấy nói tôi lừa đảo ông ấy 300 triệu. Để bây giờ cậu tới đây cậu đòi tiền tôi vậy. Tôi cảm thấy buồn lắm.
vậy mà đi 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 ăn cúp người ta. Tôi xin lỗi. Mục đích tới đây làm gì? Đi ăn cúp hả? Xong bây giờ rốt cuộc hả, kết quả là nợ 200 triệu. Thôi tội cũng đã chồng tội rồi, đi lên phường thôi. Tôi còn lập công trạng cho tôi nữa. Cái này súng giả thôi à. Súng giả hay súng thiệt thì cũng là có tội ha. Bây giờ không cần nói nhiều nữa, tôi giải quyết vụ cậu, khỏi giải quyết vụ mèo luôn rồi. Tôi cũng có tiếng trong ngày rồi. Đi đi đi, đi với tôi. Cho tôi gọi cho mẹ tôi tiếng, muốn bắt cái gì bắt. Dạ con. Dạ mẹ ơi, con chắc phải đi xuất khẩu lao động thời gian á mẹ. Dạ tại gấp quá cho nên con có báo mẹ được. Mẹ nhà giữ sức khỏe nha. Không sao đâu, con tự lo cho con được. Dạ có gì con gọi cho mẹ sao. Con xin lỗi mẹ. Rồi đi. Đi đâu? Lên phường. Con ngồi xuống đi. Không dám ngồi. Ngồi xuống đi. Thực ra trong câu chuyện này tôi không có trách cậu, cũng vì nghe lời nói của ba cậu mà cậu mới làm vậy. Tôi biết cậu không phải người xấu, tôi không có truy cứu cái chuyện này nữa. Còn cái phần mà mẹ của cậu á, dù gì thì chú Quý cũng làm với tôi từ đó tới giờ. Thôi tôi tính vậy. Bây giờ để kiếm được con mèo của tôi á, với sức lực của cậu này thì kiếm cả đời chắc chưa có được. Nên cậu có gì cậu phụ kiếm con mèo để giùm tôi. Thì tôi sẽ suy nghĩ là cái chuyện mà trang trải viện phí cho mẹ của cậu. Thiệt á anh? Cậu đừng có ngại. Chỉ là cái cớ thôi. Không phải là cái cớ, mà con mèo rất quan trọng với tôi. Nó vừa là giống quý hiếm mắc tiền, mà nó vừa là của người bạn của tôi tặng cho tôi, nên tôi rất là quý nó. Anh cho em coi hình đi, để em đi tìm cho. Em tìm. Nó tên là Na. Na. Ừ. Ở, tôi coi nhớ, sáng giờ tôi kiếm mà tôi chưa biết con mèo của ra làm sao. Tôi có gửi mail hình cho cậu mà. Mail tôi bị hack rồi. Nó chơi đáp anh mail bị hack rồi. Nó là Na. Ôi tôi chết mẹ rồi. Dù gì? Chuyện gì? Tôi gặp nó rồi. Anh gặp nó ở đâu anh chỉ đi em, đâu? Em đi tìm anh. Tôi chụp hình selfie lại nó nè. Ui mắc gì? Mắc gì? Nhưng mà tôi thấy nó có vẻ không giống mèo nhà, tôi thả nó về đường rồi. Trời ơi, bé Na của tôi. Không, nhưng mà tôi biết chỗ, tôi thả mà, tôi thả đâu, giờ mình ra đó mình kiếm thôi. Vậy đi anh, đi anh. Kiếm lẹ về giùm tôi đi. Mày báo công an hả? Ai báo công an vậy? Tôi báo. Mắc gì? Tôi lại khúc theo, tôi alo mấy cán bộ. Giờ giải quyết đi. Ủa các bộ, nhà em không có cúp, nãy có mấy đứa nhỏ nó gọi điện nó phá các bộ ơi. Nói nghe mày bốt á, ở thù hết á, mấy người muốn thử tôi cái nữa phải không? Nếu mà ở thù hết là đưa giày thôi, 505, còn giày là không phải. Không phải ở thù hết. Giày xong rồi, giày. Tôi nói lại gì nữa? Hai người yêu nhau bao lâu rồi? Đừng có nghĩ người tôi như vậy. Anh đừng có nghĩ người tôi như vậy. Ở thù hết á, ở thù hết á. Ờ. Mày lỡ đâu hết hả? 505 á. 505 á. Lỡ đâu hết. Không, anh đừng có nghĩ người tôi vậy.